Hello, xin chào bạn quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, làm việc thật là năng suất hiệu quả nha. Trước mắt các bạn đây là chiếc Kia Cerato máy 1.6 số tự động 2018, màu đen biển tỉnh. Xe này biển tỉnh nhưng mà gốc Sài Gòn nha. Gốc Sài Gòn bởi vì xe này hồi trước là biển Sài Gòn, anh chủ xe anh mua ở An Giang, anh mua về. Bây giờ anh ăn nên làm ra. Ăn nên làm ra này, anh để xe lại cho mình, đổi xe khác, đổi lên đời. Xe này bởi vậy nên anh em Sài Gòn với Hà Nội mua thì không tốn 20 triệu tiền biển nha. Tiết kiệm được 20 triệu tiền biển, được bấm biển mới luôn. Cái đó mình có thể bao được cho các bạn ha. Chỉ cần đóng thuế 2% là ra tên thôi. Xe này thuế tầm 60 triệu là xong rồi. Đó, màu đen nhìn rất là mạnh mẽ ha. Rất là mạnh mẽ, mới chạy có 23.000 cây, mới râu đai thôi. Mới râu đai nhìn rất là bóng bẩy, màu đen rất là ngầu, lịch lãm. Mẫu mâm xoắn, mấy túi nhỏ. Đi một vòng tổng thể cho bạn xem. Đây là đèn led nè, nguyên một dải dải đèn led nè. Đó, cái mẫu này được rất là chuộng. Mẫu được rất là chuộng. Đó, hai bô camera da, cảm biến da đầy đủ ha. Option Cerato là option thuộc dạng là gần như là nhiều nhất phân khúc C đó các bạn. Rất là rộng, cùng phân khúc với Altis Civic, Elantra đó, Ford Focus đó. Nhưng mà trong cùng phân khúc thì Cerato này bán rất chạy luôn. Lúc nào cũng cháy hàng hết. Xe thì tất cả xe mình đều cam kết cho bạn về chất lượng hết rồi, 100%. Thì bạn chẳng gì phải lo về chất lượng hết. Xe mình bán là bao quay đầu cho bạn luôn. Các bạn mua xe của bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ thâu lại xe cho các bạn. Giá rất là tốt ha. Đây, chủ xe anh này anh bán lại cho bên mình nè. Lên đời. Ok. Đây, mâm xoắn nhìn rất là thể thao ha, rất là mạnh mẽ. Vỏ Continental, vỏ theo xe. Vỏ này là vỏ của Đức nè, chạy cũng ok lắm á. Đó, thông số vỏ để mình xem coi. 215 45 R17 mâm 17 inch ha. 4 phanh đĩa, phía sau là đều là phanh đĩa hết. Phanh thì chắc chắn là có hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi, có phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử. Rồi xe này có hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn các bạn. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn. Đó, xe màu đen thì nó có những cái điểm nhấn này nè. Có cái viền mạ chrome này, nhìn nó rất là sáng cái xe. Đó, các bạn nhìn thấy xe bóng bẩy không? Xe này hình như là chủ xe anh đã phủ một lớp ceramic rồi. Nhìn rất là bóng luôn. Nhìn rất cực kỳ bóng luôn. Phía trên có lên đuôi cá nữa. Xe này tiết kiệm đó các bạn. Chạy trong đô thị là 9.6L, ngoài đô thị chỉ có 5.8L, kết hợp chỉ có 7.2L thôi. Rất là tiết kiệm luôn. Rất là tiết kiệm. Ở đây là lên về che mưa rồi. Nhìn nó sáng cái xe lắm. Đó, vào nội thất cho bạn xem nha. Nội thất thì cửa nè. Đó, những cái này là da. Da cái này là nhựa. Nhựa, da luôn, cái này là da. Tay nắm cửa còn sáng lóa luôn. Ở đây có loa. Đó. Ghế thì căng đét. Không có một cái chùng luôn các bạn. Mới keng, mới chạy 20.000 như Rodai. Xe này đăng kiểm xe 5 chỗ luôn nha các bạn. Đó, ghế mũi nhỏ nhìn nó rất là thể thao ha. Sạch sẽ. Nói chung xe bên mình đã vệ sinh rồi, các bạn lấy về chỉ việc đi thôi. Đó, cửa sau trời. Phía sau thì nó có cửa gió hàng ghế thứ hai. Đó, làm lạnh rất là nhanh. Hệ thống điều hòa này có lọc ion luôn nha các bạn. Vào xe cảm giác nó rất là trong lành, rất là thoải mái. Cái lọc ion nó đáng tiền lắm á, đáng rất là đáng tiền. Vào xe nó không có cái cảm giác hôi như những xe khác các bạn, rất là trong lành. Đó, ghế thì thấy chưa, rất là đẹp luôn. Ok, lên hàng cái đầu cho bạn xem nha. Cerato thì option là miên man, để mình lên mình giới thiệu cho bạn xem. Xe này hệ thống tới 6 loa. Đó, đóng cái cửa nghe rất là chắc ha. Mở cửa thông minh luôn nè, bằng nút nhấn. Đó. Vào nội thất cho bạn xem. Đây, đầu tiên là cái cánh cửa. Tay mở cửa thì sáng lóa nè, nhớ hai vị trí ghế. Đây là gập gương, gương chỉnh điện, lóc cửa. Lên xuống cửa tự động, hai kiến trước là lên xuống cửa tự động ha. Ghế điện điều khiển 10 hướng, nhớ hai vị trí ghế. Đó. Xe lắp ráp trong nước nha các bạn. Cerato thì đời này không có xe nhập đâu. Trong nước thì giá nó rất là tốt. Đây, xe này chạy được 23.876 km. Đó, xe chuẩn, xe rất là chuẩn ha. Xe mình đang nổ máy cho bạn luôn á. Đây, vô lăng nè. Vô lăng rất đẹp luôn nè. Không có một vết tróc vết trầy luôn. Nhìn hầu như là gần như là như xe mới luôn các bạn. Đây, vô lăng rất đẹp ha. Vô lăng của Cerato rất đẹp luôn. Có cruise control ga tự động nè.
rồi điện thoại đánh tay, volume, mood mod ở đây. Có lại chỉnh số luôn. Đèn thì có đèn tự động, gạt mưa tự động luôn. Thấy option dữ dằn chưa? Đây khởi động thông minh, start top. Màn hình này là tới hình như đâu đó khoảng 7 inch thì phải, 7-8 inch gì đó. Điều hòa, tự động, hai vùng độc lập, có lọc ion luôn. Đó, rất là sướng ha. Trong cùng phân khúc thì Serato option miên man. Có sạc không dây nữa nha các bạn. Có sạc không dây iPhone 8, bỏ vô các bạn có thể sạc được không dây ha. Đó, có cổng sạc được ở trong này hết. Xe mẫu 1.6 2020 bây giờ là không có sạc không dây các bạn. Serato mẫu mới đã bị cắt mất cái này. Với lại đã bị cắt mất cái lại chỉnh số cho vô lăng rồi. Nó không có hai option đó. Đó, cần số nè. Số rất là đẹp ha, rất là bóng bẩy. Đồ trong này. Đây mod lái nè, để mình bấm cho các bạn xem nha. Đây mod sport nè. Mod bình thường, eco. Đó, có mod tiết kiệm nhiên liệu, sport với lại mod bình thường. Sport thì các bạn bỏ qua đó thì chạy nó cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nó mở vòng tua máy ra. Đó, bên này túi khí, xe này hệ thống 2 túi khí nha các bạn. Hệ thống 2 túi khí, tắp lô, phía trên là đồng hồ. Đó, tắp lô rồi. Nói chung là như xe mới, chẳng khác gì chưa. Đây. Ok, kính rồi thì cũng còn rất ok. Rồi, đang mở qua máy các bạn xem đi. Mình đang nổ máy luôn á, máy nổ êm, rất êm. Vào trong xe là hầu như là không nghe tiếng gì hết. Cho bạn xem lại một lần nữa nha. Ok. Serato đóng mất cửa nghe rất là chắc luôn ha. Đây là đèn LED luôn, gương đập chỉnh điện. Đó, các bạn thấy dải đèn LED đẹp ghê không? Nhìn rất là sáng ha. Đèn LED vuốt dài theo cái mí á. Đây đèn LED là đèn bi nè. Phía dưới là có đèn sương mù, đèn cản rồi phía dưới nữa. Có bốn mắt cảm biến trước luôn ha. Bốn mắt cảm biến trước, bốn mắt cảm biến sau. Đó. Bây giờ trời nó sắp mưa rồi, nó hơi gió hơi nhiều, các bạn thông cảm với mình nha. Đó. Để mình quay nhanh cho các bạn xem. Chất xe thì chẳng có gì phải bàn nữa các bạn. Chất xe thì như xe mới đồ đai thì chẳng khác gì. Rồi mở khoang máy cho các bạn xem nha. Đây máy xe nè các bạn. Máy xe thì mình nổ máy từ đầu giờ luôn cho các bạn xem là xe nổ máy lạnh luôn, đang nổ rất là lớn, tiếng máy nổ lớn nhất luôn đó. Nhưng mà các bạn thấy máy nổ rất là êm đúng không? Máy 1.6 đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, cho ra công suất đâu đó khoảng 128 mã. 128 mã tương đối nhẹ nhàng đó ha. Xe này mới về bên mình chưa kịp dọn khoang máy các bạn, chỉ là bụi thôi. Những cái này thì vệ sinh cái xịt dưỡng này phát là nó mới keng à. Và khi giao cho các bạn thì bên mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, các bạn chỉ việc lấy về đi thôi. Rồi tình trạng xe, tất cả xe mình đều là xe chuẩn hết, các bạn yên tâm ha. Đều cam kết cho bạn về động cơ hộp số này, chưa từng đại tu, không đâm đụng, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đó là tất cả xe mình đều đạt tiêu chí đó bên mình mới nhập vào. Các bạn có thể test hãng thoải mái, có thể kêu thầy thợ được test thoải mái ha. Bên mình rất là vui vẻ, rất là thoải mái với những cái vấn đề đó. Rồi xe này bên mình đang chào bán với giá là 556 triệu các bạn. 556 triệu Kia Cerato 2018. Mới chạy có 23.000 cây thôi. Mới rô đai. Đó, xe này gốc Sài Gòn, anh em Sài Gòn mua không tốn 20 triệu tiền biển luôn ha. Đó, rất là phù hợp cho anh em mua xe, tiết kiệm rất là nhiều xe, rất là nhiều tiền. Rồi các bạn quan tâm xe này liên hệ với Trương nha. Số điện thoại 0972 60 8010 để xem và thử xe nha. Xe mình, tất cả xe mình đều cam kết với các bạn rất là chất. Đó, mình có thu mua xe luôn. Các bạn muốn bán xe cứ liên hệ với Trương nha. Sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần một, nhanh gọn tốc độ luôn. Bên mình bán xe ra bao quay đầu cho các bạn luôn ha. Các bạn đi chán được cứ alo cho Trương, sẽ hỗ trợ cho bạn giao thu lại cho bạn giá rất là tốt. Rồi ok, các bạn muốn xem nhiều xe hơn, các bạn cứ vào YouTube, các bạn gõ từ khóa là xe cũ Sài Gòn, có dấu hay là không dấu gì cũng được. Cái kênh của mình và là cái video mới nhất đó xiền đầu tiên, các bạn vào đó mà xem với mình nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn xem video, bye bye.